1946 và có nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Ai Cập. Người luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Ai Cập vì độc lập, tự do. فخامة الرئيس المحترم، كان الرئيس هو تشي مين الزعيم المحبوب للشعب الفيتنامي يزور مصر 3 مرات في سنة 1911 وسنة 1946، وكان عنده انطباعات جيدة عن مصر دولة وشعبا، ولقد عبر دائما عن إعجابه للنضال العادل الذي قام به الشعب المصري من أجل الاستقلال والتحرر الوطني. Việt Nam đánh giá cao vai trò của Ai Cập với tư cách là thành viên sáng lập phong trào khu liên kết, đã đề ra các nguyên tắc cơ bản của phong trào về độc lập, chủ quyền, hợp tác cùng có lợi vì hòa bình giữa các dân tộc. Các nguyên tắc trên đến nay vẫn còn nguyên giá trị và trở thành phương châm cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Ai Cập. تقدر فيتنام تقديرا عاليا دور مصر بصفتها عضوا مؤسسا لحركة عدم انهياز، وإنها حددت المبادئ الأساسية للحركة مثل الاستقلال والسيادة والتعاون من أجل منفعات متبادلة وسلام بين الشعوب. وحتى الآن لا تزال المبادئ المذكورة على صالحة وتصبح مبدأ التوجيه لعلاقات الصداقة التقليدية الطيبة بين فيتنام ومصر. Có thể khẳng định quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta được hình thành và thử thách qua những năm tháng khó khăn nhất trong lịch sử của hai dân tộc. Ngày 1 tháng 9 năm 1963, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện lịch sử, là dấu mốc rất quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Đến nay, mối quan hệ bền chặt này đã trải qua hơn 54 năm, là niềm tự hào và là tài sản quý báu của nhân dân hai nước chúng ta. ويمكننا التأكيد على أقامة وتجربة علاقاتنا بعديد من أصعب السنوات في تاريخ الشعبين. وفي 1 من شهر سبتمبر بسنة 1963 أقامت الدولتان العلاقات الدبلوماسية بشكل رسمي، وإنه حدث تاريخي وعلامة مهمة في علاقاتنا. وحتى الآن مرت هذه العلاقات أكثر من 54 عاما، وهي فخر وممتلكات ثمينة لشعبي بلدين. Thưa Ngài Tổng thống, tôi đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được trong cuộc hội đàm với Ngài Tổng thống ngày hôm nay. Chúng ta đã đạt được sự đồng thuận cao, đề ra nhiều phương hướng và giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Chúng tôi tin tưởng rằng trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó giữa hai dân tộc cùng với quyết tâm cao của lãnh đạo hai nước, trong thời gian tới, quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Ai Cập sẽ tiếp tục được vun đắp và phát triển mạnh mẽ, thực chất đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. فخامة الرئيس المحترم، أقدر تقديرا عليا نتائج مباحثات مع فخامتكم اليوم. لقد توصلنا إلى الإجماع وتحديد توجهات وتدابير المهمة للتعزيز بشكل أكثر علاقات الصداقة التقليدية والتعاون كثير أوجاح بين البلدين. ونحن على يقين تام بأن بفضل علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين الشعبين وبفضل عزم قوي من قارة البلدين ستعزز العلاقات بين فيتنام ومصر بشكل قوي وفعال تجاوبا مع طموحات ومصالح شعبي البلدين، مما يسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والتعاون والتطور
في المنطقة والعالم. Với niềm tin sâu sắc đó, trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Ai Cập, tôi đề nghị chúng ta cùng chúc nhân dân Ai Cập tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh. Chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước chúng ta tiếp tục phát triển bền vững. Chúc sức khỏe ngài Tổng thống. Chúc sức khỏe quý vị và các bạn có mặt tại đây hôm nay. هذا وبالإقناع العميق وفي الجو ودي ومتكامل بين فيتنام ومصر نرجو من فخامتكم أن نتمنى للشعب المصري استمرار تحقيق المزيد من الإنجازات الكبرى في قضية بناء وتطوير بلاد مزدهر وللعلاقات السلاكة والتعاون التقليدي بين بلدينا استمرار التعزيز ولكم فخامة الرئيس والضيوف الكرام موفور الصحة وتفضلوا بقبول فائق تقديري واحترامي وشكرا. Xin cảm ơn.